Chào các bạn nhé, rất vui là các bạn đã quay trở lại xem và ủng hộ kênh YouTube của tôi. Và nếu bạn nào chưa ấn subscribe đăng ký kênh thì đừng quên ấn vào cái chuông để ủng hộ kênh của tôi nhé. Và trong video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn các cái cách thức để chúng ta có thể giao dịch mua bán bất động sản, là mảnh đất hay là căn nhà mà sổ đỏ, sổ hồng đang bị thế chấp trong ngân hàng. Trên thực tế thì có rất nhiều trường hợp đã xảy ra, và khi mà bạn tìm được một cái mảnh đất hoặc là một căn nhà rất là ưng ý về vị trí cũng như là tất cả những cái tiêu chí mà bạn lựa chọn, và chủ nhà hay là môi giới cũng chào bạn với một cái mức giá khá hấp dẫn, có thể là rẻ hơn giá thị trường, và sau khi mà khảo sát thực tế thì bạn sẽ quyết định mua cái lô đất này hoặc là mua cái căn nhà này. Và khi gặp chủ nhà để thương lượng trao đổi ấy, thì lúc này chủ nhà mới thông báo cho bạn rằng gì, sổ đỏ hoặc là sổ hồng cái mảnh đất hoặc căn nhà đó đã nằm trong ngân hàng và gia đình đang cầm cố thế chấp tại ngân hàng ấy. Thì cái việc mà gia chủ thế chấp ngân hàng ấy thì có rất nhiều những nguyên nhân, ví dụ như là họ làm ăn kinh doanh cần vốn này, nhưng mà chưa muốn bán cái tài sản là bất động sản của mình nên họ mang vào thế chấp ngân hàng để vay ra một ít tiền phục vụ cho mục đích kinh doanh đấy. Và bây giờ thì công việc kinh doanh của họ không thuận lợi, họ muốn bán đi để xử lý các cái công việc khác đó. Cũng có thể là những cái gia đình có con cái, vợ chồng đấy, nợ nần, lô đề cờ bạc, cá độ bóng đá chẳng hạn, họ bắt buộc phải cầm cố sổ đỏ vào ngân hàng để lấy tiền ra để trả nợ, và giờ thì họ không đủ khả năng trang trải lãi hàng tháng nữa và bắt buộc là phải bán đấy. Nói chung thì đã là đất và nhà thế chấp vào ngân hàng và muốn bán ấy, thì gia chủ cũng đã rơi vào một cái tình trạng rất là khó khăn về mặt tài chính rồi, và họ cũng muốn bán nhanh để xử lý. Và tất nhiên lúc này thì chúng ta có thể mua với mức giá rẻ hơn so với giá thị trường vì người bán đang cần bán gấp mà các bạn ạ. Tuy nhiên chính vì điều này nên cái việc giao dịch bất động sản đang bị thế chấp ở ngân hàng cũng sẽ phải gặp những cái rủi ro và khó khăn nhất định. Nhưng mà việc này thì cũng đơn giản để giải quyết thôi các bạn ạ. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các cách thức và những cái thủ tục giao dịch mua bán mà giúp cho cả bên mua và bên bán tránh được rủi ro và nhanh chóng hoàn thiện các cái việc mua bán khi mà có sổ đang thế chấp ở ngân hàng đó. Đối với việc giao dịch các bất động sản mà có cái giấy tờ là sổ đỏ, sổ hồng đang thế chấp tại ngân hàng thì chúng ta có 3 cái phương án để xử lý và giao dịch như sau. Cái phương án đầu tiên nó rất là an toàn cho người mua, đó là người mua có thể yêu cầu gia chủ, tức là yêu cầu người bán ấy, vay nóng tiền của bạn bè, người thân, người quen để trả lại cho ngân hàng, rút sổ đỏ, sổ hồng ra, giải chấp các cái khoản vay trước khi mà tiến hành các cái thủ tục mua bán công chứng bình thường như là các cái giao dịch khác. Đó, thì cái phương án đầu tiên này thì nó rất là an toàn cho người mua. Tuy nhiên thì phương án này cũng khá là khó với bên bán, vì rất là khó cho họ khi mà có thể đi vay được mấy khoản tiền lớn như vậy trong hoàn cảnh họ lúc này, đúng không ạ? Vì lúc này họ đang rất cần tiền, họ không có tiền để trả lãi ngân hàng nữa, họ phải bán tài sản đi nên để mà đi vay với họ là rất là khó đó. Cái phương án thứ hai là bạn có thể đề nghị với gia chủ làm việc với ngân hàng để ký kết một cái thỏa thuận ba bên giữa bên bán, bên mua và ngân hàng. Và thỏa thuận này thì ngân hàng cho phép là bên bán sẽ tiến hành chuyển nhượng bất động sản đang thế chấp, và tiền của bên mua sẽ được chuyển thẳng vào ngân hàng để làm căn cứ ngân hàng làm các cái thủ tục giải chấp khoản vay và trả sổ đỏ hay là sổ hồng cho người bán. Tuy nhiên thì không phải lúc nào ngân hàng cũng đồng ý ký thỏa thuận ba bên cho phép mà bên bán tài sản đang thế chấp ở ngân hàng đâu các bạn ạ. Chính vì vậy ở đây thì tôi sẽ đưa ra một cái phương án thứ ba, phương án tối ưu hơn. Phương án này thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro, tuy nhiên thì nếu mà chúng ta làm chắc chắn những cái bước, những cái khâu thì
thì sẽ đảm bảo rằng cái việc mà mua bán sẽ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên thì cái việc mua bán có thuận lợi, có an toàn, tránh rủi ro hay không, nó lại phụ thuộc vào cả hai bên, tức là bên mua và bên bán, họ đều phải thiện chí bán và không có cái tâm lý, không có cái tư duy là lừa gạt bên khác, đúng không ạ? Vậy thì cái phương án thứ ba này thì cụ thể như sau. Thứ nhất là bên bán và bên mua sẽ ký một cái hợp đồng đặt cọc. Bên mua sẽ cọc một cái khoản tiền cho bên bán. Đó, để bên bán cảm thấy là bên mua sẽ thiện chí, bên mua sẽ thiện chí mua và yên tâm hơn. Đấy, có thể là các bạn sẽ đặt một khoản tiền nhỏ nhỏ nếu mà các bạn đàm phán với bên bán là bên bán muốn có một cái sự đảm bảo chắc chắn và họ có thể đi vay được nóng ở bên ngoài, thì chúng ta có thể đặt cọc tiền khoảng 5-10% để đảm bảo sẽ mua cái bất động sản đó, và bên bán sẽ có chi phí và yên tâm hơn khi mà đi vay mượn tiền của người thân người quen hay là vay nóng ở bên ngoài để thanh toán cái khoản nợ của ngân hàng, giải chấp cái nợ của ngân hàng. Đấy. Hoặc là bên mua có thể đặt cọc tiền cho bên bán bằng cái số tiền mà bên bán đang vay nợ của ngân hàng. Sau khi mà chúng ta ra ngân hàng, chúng ta kiểm tra xem là cái dư nợ của bên bán ấy, đang vay của ngân hàng là bao nhiêu, thì chúng ta có thể đặt cọc luôn bằng cái số tiền đó và dùng số tiền đó để trả ngân hàng, rồi rút bìa đỏ bìa hồng ra, giải chấp và tiến hành các cái thủ tục mua bán công chứng bình thường. Vậy thì các cái bước chi tiết để tiến hành cái việc giải chấp ngân hàng, rút sổ đỏ sổ hồng ra như thế nào thì bây giờ các bạn có thể theo dõi nhé, và tôi xin phép là sẽ show cái màn hình lên để cho các bạn xem là các cái bước tiến hành chi tiết cái việc mà giải chấp ngân hàng, rút sổ đỏ sổ hồng ra như thế nào. Bước đầu tiên là hai bên người mua và người bán cùng đến ngân hàng để kiểm tra cái dư nợ và hỏi các cái thủ tục tất toán khoản vay và các cái thủ tục giải chấp của ngân hàng. Đấy, sau khi mà hỏi rồi thì chúng ta biết được những thông tin rồi, thì chúng ta sang cái bước thứ hai là bước ký hợp đồng đặt cọc. Đấy, thì hai bên sẽ ký một cái hợp đồng đặt cọc tiền. Cái khoản tiền là bao nhiêu thì do hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau, có thể là 5-10%, hoặc là chúng ta sẽ đặt cọc tiền bằng với cái số dư nợ mà chúng ta vừa kiểm tra được ở ngân hàng. Bước thứ ba là chúng ta sẽ chuyển tiền cọc. Đấy, chuyển tiền cọc nhá, và cắt nợ để nhận sổ hồng và hồ sơ giải chấp. Các bạn nhớ là chuyển tiền cọc và cắt nợ thì các bạn đừng đưa tiền mặt cho người bán, mà các bạn hãy chuyển thẳng vào ngân hàng để ngân hàng cắt nợ và làm các thủ tục giải chấp hồ sơ và giao lại sổ hồng hoặc sổ đỏ cho chúng ta. Bước thứ tư là chúng ta sẽ tới văn phòng đăng ký quản lý đất đai của quận hoặc huyện để tiến hành thủ tục giải chấp cái sổ đỏ sổ hồng này. Đấy, giải chấp ra, tức là không còn cái vay mượn của ngân hàng nữa ở phòng đăng ký quản lý đất đai. Rồi sau khi mà giải chấp xong rồi thì đến bước thứ năm là chúng ta tới văn phòng công chứng để công chứng ký kết hợp đồng mua bán. Đấy. Và bước thứ sáu là chúng ta cầm toàn bộ các cái hồ sơ giấy tờ mà văn phòng công chứng đưa lại cho chúng ta cộng với sổ đỏ để quay lại văn phòng mua bán đất đai để sang tên đổi chủ, để sang tên đổi chủ sang tên của chúng ta ấy. Thì đấy là cái 6 cái bước mà cơ bản để cho các bạn có thể nắm được. Thì trong cái trường hợp này ấy, thì rủi ro lớn nhất khi mà các bạn chuyển tiền cọc. Đấy, cái rủi ro lớn nhất là trong cái bước mà các bạn chuyển tiền cọc. Thì khi các bạn chuyển tiền cọc mà người bán lại không dùng tiền cọc để thanh toán nợ cho ngân hàng, hoặc là lại cầm số tiền đấy đi tiêu hết, hoặc là không đi xoay tiền để xử lý các cái khoản nợ ngân hàng và rút sổ hồng sổ đỏ về, nên các bạn cần phải lưu ý những cái điều sau để tránh được rủi ro. Thứ nhất là các bạn tuyệt đối không được chuyển tiền cọc bằng tiền mặt, mà hãy liên hệ với ngân hàng xem cái dư nợ khoản vay là bao nhiêu, sau đó thì chuyển tiền cọc hoặc tiền dư nợ ngân hàng vào tài khoản của ngân hàng để đảm bảo rằng ngân hàng sẽ làm các cái thủ tục tất toán khoản vay và giải chấp cho người bán rút sổ đỏ sổ hồng về.
Và một số người sẽ thắc mắc về vấn đề là đặt cọc bao nhiêu phần trăm thì phù hợp. Thì theo kinh nghiệm của tôi cũng như là tham khảo một số anh chị em đang làm việc trong ngân hàng, thì số tiền cọc nên từ khoảng 60-70% giá trị của lô đất. Số tiền còn lại sẽ thanh toán nốt khi mà đã tất toán khoản vay, giải chấp và cầm sổ về. Và lúc ra văn phòng công chứng để ký hợp đồng mua bán công chứng như bình thường thì chúng ta sẽ thanh toán nốt cái khoản tiền còn lại đó. Và nếu số tiền là 60-70% cái tiền cọc ấy mà vẫn chưa đủ số tiền để tất toán khoản vay và giải chấp bất động sản ở trong ngân hàng, thì người mua như chúng ta ấy, bắt buộc phải yêu cầu bên bán phải đi vay nóng hoặc vay bạn bè cái số tiền thiếu để bù thêm vào để tất toán và rút sổ hồng sổ đỏ về thôi, còn không còn cách nào khác nữa. Đấy. Và một cái lưu ý nữa là rất nhiều anh chị em nghĩ rằng khi mà mua được bất động sản thế chấp ở ngân hàng là yên tâm rồi, vì cái tài sản này đã được ngân hàng thẩm định về giá, về tranh chấp. Đấy, thì sẽ yên tâm. Tuy nhiên thì điều này chưa hẳn đã đúng đâu các bạn ạ. Vì có thể lúc mà ngân hàng thẩm định thì chưa phát sinh tranh chấp, hoặc có thể có trường hợp mà tôi và các cái đội nhóm của tôi đã gặp phải trong cái việc mà đi mua bán những cái tài sản như này, là lúc mà ngân hàng thẩm định mảnh đất này ấy thì nó chưa có quy hoạch, chưa rơi vào quy hoạch, nhưng mà sau khi cho vay thế chấp xong 2 năm sau thì cái mảnh đất đó lại nằm trong cái quy hoạch mới, mở rộng đường hay là khu đô thị. Chính vì vậy mà các bạn cũng không thể yên tâm khi mà mua bán những cái tài sản mà đang bị thế chấp ngân hàng được. Thì đây cũng là một cái rủi ro mà khi các bạn đi mua các bạn không để ý tới. Chính vì vậy mà các bạn không nên chủ quan khi mà giao dịch bất động sản thế chấp ngân hàng. Bạn vẫn phải đi điều tra về quy hoạch, về tranh chấp một cách cẩn thận trước khi chúng ta quyết định là có mua hay không. Đấy. Thêm một cái lưu ý nữa là các bạn phải làm một cái hợp đồng ủy quyền. Đấy, người bán phải ký một cái hợp đồng ủy quyền cho người mua để người mua thay mình nhận hồ sơ giải chấp của ngân hàng, thay mặt bên bán làm việc với ngân hàng để xử lý các cái thủ tục và hồ sơ giải chấp, cũng như là thay mặt người bán ấy làm việc với phòng quản lý đất đai để giải chấp bất động sản. Trong thời gian này thì các bên nên chuẩn bị các cái giấy tờ theo quy định của văn phòng công chứng, để văn phòng công chứng sẽ soạn thảo trước hợp đồng mua bán, và hai bên có thể ký kết trước hợp đồng công chứng, nó gọi là ký treo ấy. Tuy nhiên là khi mà chưa có sổ thì chưa có sổ đỏ, sổ hồng đã rút ra và đã được giải chấp ấy, thì bên công chứng cũng chưa thể đóng dấu vào hợp đồng được. Tuy nhiên thì cái việc mà chuẩn bị và ký trước ấy, nó sẽ giúp cho cái thời gian giao dịch sẽ thuận tiện hơn, sẽ ngắn hơn, và làm cho hai bên cũng cảm thấy yên tâm hơn. Và khi chúng ta rút được sổ hồng, sổ đỏ ra khỏi ngân hàng và đi giải chấp ở quận huyện xong, thì chúng ta sẽ quay lại phòng công chứng để đóng dấu và nhận lại cái bản hợp đồng mua bán công chứng có đầy đủ cái tính pháp lý. Đấy. Nói chung thì đối với giao dịch bất động sản thế chấp cầm cố ở ngân hàng thì các bạn phải tiến hành các cái bước thật là nhanh. Nói chung làm sao mà chỉ diễn ra trong vòng 1 đến 2 ngày thôi để tránh những cái rủi ro không cần thiết. Đấy. Thường là hai bên mua bán sẽ ký hợp đồng công chứng treo trước vào đầu giờ sáng, ví dụ như là 8 đến 9 giờ sáng. Sau đó thì hai bên đến ngay ngân hàng để nộp tiền đặt cọc, cắt nợ, rồi hoàn thiện các cái thủ tục tất toán giải chấp tại ngân hàng, để đâu đó đến đầu giờ chiều thì hai bên có thể cầm sổ đỏ, sổ hồng để mang sang phòng đăng ký đất đai của quận huyện để tiến hành giải chấp. Đấy, ở đây thì để thủ tục diễn ra một cách nhanh chóng ấy, thì chúng ta có thể sử dụng các cái dịch vụ để làm nhanh và nó thuận tiện hơn. Thường là buổi chiều khi mà tiến hành giải chấp ấy, thì có thể muộn nhất là sáng ngày hôm sau sẽ nhận được kết quả giải chấp. Và sau khi xóa giải chấp xong thì chúng ta có thể cầm toàn bộ hồ sơ và giấy tờ cũng như là sổ hồng, sổ đỏ quay lại văn phòng công chứng để công chứng viên đóng dấu vào hợp đồng mua bán công chứng. Và sau đó thì chúng ta tiến hành quay lại văn phòng đăng ký đất đai để thay tên đổi chủ trên cái sổ đỏ đó, sổ hồng đó, hoặc là chúng ta vào tên chúng ta ở trang 4
trên cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đó là sổ hồng và sổ đỏ. Đấy. Hoặc là những cái bước này thì các bạn có thể nhờ văn phòng công chứng để họ làm dịch vụ luôn cho nó nhanh, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì trên đây là các cái bước, những cái lưu ý để chúng ta có thể hoàn thành xong cái quy trình thủ tục mua bán bất động sản đang thế chấp ở ngân hàng. Hy vọng rằng với cái video ngắn này thì các bạn sẽ yên tâm hơn trong cái việc mua bán giao dịch bất động sản đang bị cầm cố thế chấp ở ngân hàng. Đấy, các bạn hãy like và chia sẻ video này để nhiều người biết đến nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh của tôi bằng cách là đăng ký. Các bạn hãy ấn vào cái chuông của kênh ấy để nhận thêm nhiều video hữu ích hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của tôi. Xin chào.